Xin chào các bạn. Việt Nam là một quốc gia có vị trí địa lý rất quan trọng tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Với đường bờ biển dài 3.260 km, không kể các đảo. Vùng biển thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam chiếm diện tích hơn 1 triệu km2 trên biển Đông, bao gồm cả hai quần đảo xa bờ là Hoàng Sa và Trường Sa. Trong đó, Việt Nam luôn có lập trường nhất quán và cứng rắn rằng Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tuyên bố chủ quyền của Việt Nam là như vậy, nhưng trên thực tế, Việt Nam ta đã và đang thực thi chủ quyền các quần đảo này như thế nào? Có rất nhiều vấn đề cần đề cập đến để làm rõ chủ quyền này. Tuy nhiên, trong video ngày hôm nay, mình chỉ chia sẻ tổng quan về các vấn đề của quần đảo Trường Sa. Quần đảo Trường Sa là tập hợp hơn 100 đảo đá, bãi cạn, gồm nhiều đảo san hô, cồn cát và bãi ngầm trong diện tích khoảng 180 km2 ở Biển Đông. Số lượng đảo nổi thực tế rất ít, chủ yếu là rạn san hô thường và rạn san hô ngầm chìm ngập dưới nước biển khi thủy triều lên. Quần đảo này có chiều rộng từ đông sang tây là 800 km, từ bắc xuống nam là 600 km. Quần đảo Trường Sa nằm cách Nha Trang 550 km và cách quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam 545 km. Hiện tại khu vực này đang có tranh chấp giữa 6 quốc gia và vùng lãnh thổ, hay còn gọi là 5 nước 6 bên, bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Malaysia và Brunei. Biển Đông nằm trên con đường giao thương thương mại chiến lược rất quan trọng nối liền Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương. Do đó, khu vực này có vị trí địa chính trị rất quan trọng. Việt Nam hiện tại đang là nước quản lý nhiều thực thể nhất trên quần đảo Trường Sa. Trong số 21 thực thể đó, chỉ có 10 thực thể có thể gọi là đảo nhỏ, trong khi phần còn lại chỉ là các bãi đá và rạn đá chìm dưới nước. Philippines là nước đang chiếm đóng số lượng đảo và bãi đá nhiều thứ hai ở Trường Sa với 10 điểm đảo, trong đó có đảo Thị Tứ là đảo có diện tích lớn thứ hai ở Trường Sa sau đảo Ba Bình đang do Đài Loan chiếm đóng. Trung Quốc, một quốc gia có tham vọng lớn tại Biển Đông, nước này đang chiếm giữ 7 đảo đá và rạn san hô trên quần đảo Trường Sa của nước ta. Trong thời gian gần đây, họ đã tiến hành bồi đắp trái phép và xây dựng quy mô lớn trên 7 thực thể và họ đang chiếm đóng. Đài Loan, đây cũng là một vùng lãnh thổ thuộc Trung Quốc, chưa được quốc tế công nhận là một quốc gia độc lập. Họ đã lợi dụng tình hình sau Thế chiến thứ hai vào năm 1956 đã đem quân ra chiếm đóng đảo Ba Bình, hòn đảo có diện tích lớn nhất tại quần đảo Trường Sa. Malaysia cũng là một nước có tuyên bố chủ quyền của quần đảo Trường Sa và đang kiểm soát 7 thực thể trên quần đảo này. Đa số các thực thể này đang nằm gần lãnh thổ của Malaysia. Cuối cùng là Brunei. Brunei thì có yêu sách đối với một số thực thể trên quần đảo Trường Sa vào năm 1984. Tuy nhiên, đây lại là quốc gia duy nhất không khẳng định chủ quyền đối với các hòn đảo và cũng không có bất kỳ sự hiện diện nào tại khu vực này. Brunei hiện tại không chiếm giữ bất cứ thực thể nào trên thực tế. Để hiểu rõ hơn về lịch sử quản lý và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Trường Sa, mình xin cung cấp tóm được một số thông tin về quá trình này như sau. Theo tài liệu lịch sử của Việt Nam, ít nhất là từ năm 1816, dưới thời vua Gia Long, nhà Nguyễn đã chiếm cứ công khai và thực hiện chủ quyền một cách liên tục với hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa. Sau khi xâm lược Việt Nam, nước Pháp tiếp tục thực thi chủ quyền đối với hai hòn đảo này. Lịch sử của Trung Quốc không có bằng chứng thể hiện chủ quyền liên tục với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Khi bản đồ năm 1904 do Trung Quốc xuất bản đã thể hiện rõ cực nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam, không hề có Hoàng Sa và Trường Sa. Từ năm 1939 đến năm 1945, Nhật đã xâm chiếm các quần đảo này trong Thế chiến thứ hai. Sau khi Nhật thất bại trong chiến tranh thế giới thứ hai, hai quần đảo này được trao trả lại cho Pháp và sau này là chính quyền Việt Nam Cộng hòa quản lý. Năm 1956, lợi dụng tình hình rối ren của Việt Nam, Đài Loan đã cho tàu chiếm giữ đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam và chiếm đóng cho đến nay. Sau khi thống nhất đất nước vào năm 1975, Việt Nam vẫn luôn thực hiện chủ quyền của mình trên các hòn đảo của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vào tháng 3 năm 1988, Trung Quốc đã huy động lớn số lượng tàu chiến đánh chiếm trái phép các đảo Gạc Ma, Landau và Kolin của Việt Nam. Với sự quyết tâm và chống trả quyết liệt của lực lượng chấp pháp Việt Nam, Trung Quốc chỉ chiếm đóng được đảo đá Gạc Ma và chiếm giữ cho đến ngày nay. Trận hải chiến vào ngày 14 tháng 3 năm 1988 đã chứng kiến sự hy sinh anh dũng của 61 chiến sĩ hải quân Việt Nam.
Các bạn thân mến, trên đây là tóm lược những thông tin về lịch sử và tình hình thực tế hiện tại trên quần đảo Trường Sa của chúng ta. Hiện tại Việt Nam vẫn đang dành nhiều nguồn lực để củng cố và mở rộng thế đứng của mình trên quần đảo này nhằm thực hiện chủ quyền chính đáng của nước ta. Trong thời lượng video này, mình chưa thể chia sẻ hết các thông tin về quần đảo này. Hẹn mọi người trong các video sau, mình sẽ chia sẻ chi tiết thêm về các thực thể mà Việt Nam đang quản lý. Các bạn nhớ theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video sau nha. Xin chân thành cảm ơn.